Chào các em, chúng ta cùng nhau giải vòng số 1 V-Lumbic của khối lớp 7. Các em chuẩn bị nháp và máy tính vào túi. Bài thi số 1. Sắp các ô tăng dần. Bài này phải cần nháp các em nha. Rồi, chúng ta cùng giải nhanh bài này. Bài đầu tiên, x sẽ bằng âm 99, nhìn vô kem nhẩm thấy liền thôi ha. Tiếp theo, số mũ 4 lên bằng 16 thì có 2 hoặc là âm 2. Ở đây người ta đòi x âm thì có lấy âm 2. Âm 2 mũ 4 thì bằng 16. Bài này người ta tính thôi. Âm 1 phần 3 là x đó, cộng cho âm 3 phần 10 cộng 5 phần 12 trừ cho 4 phần 5, nó sẽ bằng âm 61. Âm 61 phần 10, ta đổi ra số phân luôn cho dễ. Âm 1.1, âm 1.01, xin lỗi. Rồi bài dưới, âm 11 phần 12 là bằng âm 0.91. Bài tiếp theo nữa là âm 100.25, tức là âm 100.14 đó, cộng cho 0.25 thì bằng âm 100 nha. Bài này là âm 18 phần 3, tức là âm 6. Bài dưới nữa thì các em cứ giải bình thường thôi, dùng nháp giải bình thường thôi. Kết quả là âm 0.7. Rồi bên này âm 5/4 cộng cho 6/11 trừ cho 48/49 âm 1.68 ra. Tiếp tục là âm 6/11 cộng cho âm 12/7 cộng âm 3/5, nó ra âm 2.85. Cái này là âm 1.3. Vậy thôi, giờ ta sẽ chọn kết quả kìa. Chọn kết quả tăng dần nhỏ nhất ha, nhỏ nhất sẽ là âm 100. Âm 100 là số này. Rồi. Tiếp theo sẽ là âm 99 trên này. Toàn số âm, các em cẩn thận nha. So sánh các số dương mình quen quá rồi, so sánh các số âm coi chừng mình bị hố lắm. Âm 6. À, âm 6 là số này. Rồi. Rồi tới âm 2.85 là cái số cuối cùng. Đây. Rồi bây giờ âm 2 là nhỏ nhất trong số còn lại. Đó, âm 2 đi. Rồi giờ ta so này. Âm 1.68. À, 1.68 là âm này. Rồi tới âm 1.3. 3 này. Rồi tiếp tục là âm 1.01, rồi âm 0.91 và âm 0.7. Bài toán hoàn thành nhẹ nhàng ha.
Bài thi số 2 vượt mê cung. Hai đường thẳng cắt nhau tại O. Như vậy nó sẽ tạo ra hai cặp đối đỉnh đó kìa. Cái này kem quen quá rồi đúng không? Vẽ hình nhanh đi. Góc XOY gấp 4 lần góc X'OY. Như vậy là góc 4 phần, một góc là 1 phần. Vậy tổng số phần là 5 phần. Vậy mỗi phần là ta lấy 180 chia 5. Đây hai góc kề bù mà. 180 chia 5 thì mỗi phần là 16. Thôi xin lỗi, mỗi phần là 36. Và người ta bắt tính góc XOY thì ta lấy nó ta nhân cho 4 phần thôi. 36 x 4 thì bằng 144 nha. Cái này kem tính bình thường thôi, có gì đâu, dùng máy tính cũng được. Kết quả là bằng 11/5. À xin lỗi, thầy gõ sai rồi. 28/3 thì kết quả là 17/15 các em nhé. Rồi ta lại có hai đường thẳng cắt nhau như cái hình hồi nãy. Cặp góc nào không phải đối đỉnh? Rồi ta kiểm tra cặp này thử coi. XOY x phải OY phải là đối đỉnh các em. Rồi XOY phải, XOY phải là góc bẹt. YOY phải cũng là góc bẹt như vậy. Đây không thể là hai góc đối đỉnh được. Rồi cái này các em bấm máy thôi. Tính tay cũng được. Rồi kết quả sẽ bằng 8. So sánh hai số A phần B và C phần D, biết BD là lớn hơn không hết, dương hết, và A nhân D sẽ nhỏ hơn B nhân C. À, bài này cũng khá hay đó các em. Giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài này bằng toán suy luận nha. Cái bài này các em lấy số mà các em mò thì nó không có hay. Vậy chỉ là mò thôi ha. Rồi giờ chúng ta sẽ bắt đầu suy luận từ chỗ đề cho AD nhỏ hơn BC. AD nhỏ hơn BC. Rồi bây giờ các em sẽ đem hai cái đó các em cùng chia cho số BD ha. Đi ra nè. Suy ra AD. Giờ ta đang có là AD thì bé hơn BC. Cái này các em đang có nè. Không. Bây giờ các em đem hai cái này các em cùng chia cho một số dương, đó chính là tích của B và D. Có thể chia ra cho BD. Bên này cũng vậy. Thì chia cho BD luôn. Thì kết quả bên trái vẫn nhỏ hơn kết quả bên phải các em nhé. Rồi bây giờ các em để ý các em rút gọn cho thầy hai cái tỷ số, hai cái phân số này nha. Thì các em sẽ thu được cái gì? Giờ D rút gọn với D nè. Đó, D rút gọn với D. Còn này B rút gọn với B. Em học rút gọn phân số rồi. Bây giờ ta sẽ thu được kết quả là A phần B sẽ nhỏ hơn C phần D. Đây, A phần B nhỏ hơn C phần D. Đây là kết quả đúng.
Rồi, ta chọn là kim cương. Kết thúc bài toán. Ta qua bài thi số 3. Ồ, cái đề không thấy gì hết. À, ra rồi các em. Các em giải bình thường thôi. Bài số 1 ta giải trước ha, ta giải theo thứ tự luôn. 6/7 trừ mở ngoặc x trừ cho 1/2. Rồi, ta giải bài toán này. Giải bằng máy tính cũng được, giải bằng tay cũng được. Ra x rồi. X của chúng ta là bằng 11/21 nha. Như vậy là nhân cho 21 nữa thì kết quả nó sẽ ra là 11 nha. Ở kết quả phép tính này thì ta bấm máy thôi, hoặc là mình tính nhẩm cũng được. Nếu em tính nhẩm tốt, tính nhẩm 12/5 cộng cho -8/3 rồi trừ cho -7/2 trừ cho 13/30. Em gõ đề cho đúng nè, chứ gõ y y vô máy tính mà không nhìn là gõ sai là đáng tiếc. Những cái bài đơn giản mình để sai ha. Kết quả là 14 các em. Rồi tiếp tục, cho hai đường thẳng x x phẩy cắt y phẩy tại O. Rồi tiếp tục là OZ là phân giác của góc XOY. Các em tự vẽ hình nha, lấy nháp ra vẽ. OZ phẩy là phân giác của góc X phẩy OY phẩy. Vậy lúc đó là góc Z OZ phẩy nó tạo thành góc bẹt các em. Các em cứ vẽ hình ra các em sẽ thấy thôi. Hai thi đối nhau ha. Bài này trừ x trừ 3/4 rồi x sẽ bằng -1/44 nha, rồi đem nhân cho 11 nữa, vậy là -1/4, tức là ra -0.25. Chốt phân gọn nhất. Tiếp tục, cho góc XOY bằng 30 độ ở x phẩy OY và XOY kề bột. Em tự vẽ đi. Rồi vẽ góc x phẩy OY phẩy sao cho nó kề bù với góc x phẩy OY. Như vậy nó cũng ra hình ảnh của hai đường thẳng x x phẩy và y phẩy cắt nhau tại O, okay. Và nó sinh ra các cặp góc đối địch nha. X phẩy OY phẩy nó sẽ bằng XOY luôn, là bằng 30 độ. Em vẽ hình ra các em sẽ nhận thấy liền. Rồi hai góc kề bù AOB và BOC, mà trong đó góc BOC là bằng 5 lần góc AOB. Vậy là một bên 5/1, một bên 1/1, vậy tổng số phần là 6/1. Mà lại kề bù thì các em lấy 180, tổng hai góc kề bù là 180, các em chia cho 6. Vậy là mỗi phần là bằng 30. Vậy người ta bắt tính góc BOC đối định với góc BOC, thì các em chỉ việc tính góc BOC thôi. Hai góc đối định sẽ bằng nhau mà. Góc BOC là bằng 5/5, thì lấy 5 × 30. Như vậy là bằng 150 các em. Góc BOC bằng 150 thì góc đối định với nó cũng sẽ bằng 150 ha. Câu số 7. Một lớp có 50 học sinh. Cuối năm là có 16% học sinh giỏi, vậy các em lấy 50 nhân cho 16% luôn đi. Học sinh giỏi là có 8 em. Rồi số học sinh giỏi bằng 1/3 số học sinh tiên tiến. Như vậy là số học sinh giỏi 1/8 em, số học sinh tiên tiến là 3/3.
Vậy là súc sinh tiên tiến sẽ là 83-24. Còn lại là trung bình. Vậy các em lấy 50 trừ cho tổng của 8 và 24 là bằng 18 em. 18. Bài này 1 trừ cho trừ 1/2 cộng cho 2/3 trừ 5/6 đáp án sẽ bằng 0 nha. Em cứ quy đồng, đẩy dấu trừ lên tử nè, rồi đẩy dấu âm lên tử, rồi mình quy đồng trừ tử dưới mẫu thôi. Rồi tìm tập hợp các số nguyên sao cho cái này x mũ 2 cộng 7 x cộng 2 chia hết cho x cộng 7. Bài này ta gặp rất nhiều ở lớp 6 rồi ha. Giờ thầy có thể giải nhanh bài đó như sau. Theo dõi các em. X mũ 2 cộng 7 x trừ 2. X mũ 2 cộng 7 x rồi còn cộng cho 2 nữa. Mẫu là bằng x cộng 7. Giờ thầy tách nó ra thành tổng của hai phân số luôn. Tách ra thành tổng của hai phân số này. Đó. Hoàn toàn thực hiện được. Đó, vậy thôi. Rồi các em chú ý tiếp. Thì cái này nó lại bằng, cái này ta dùng tính chất phân phối nha. Ta lấy x ra dùng chung. Vậy ở trong là còn x cộng cho 7. Vậy thôi. X mũ 2 tức là x nhân x, còn 7 nhân x là 7 nhân x. Thì ta lấy x ra làm thừa số dùng chung. Ở trong là còn x cộng 7. Còn cái này ta không biến đổi kìa. Rồi tới đây nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng x cộng cho cái phân số, phân thức còn lại ha. Để hiện tại các em có tới đây. Đó. Như vậy là x mũ 2 cộng 7 x cộng 2 chia hết cho x cộng 7, tức là kết quả của phép chia này, kết quả của tính phân số này sẽ ra số nguyên. Mà hiện tại kết quả này nó bằng x cộng 2 phần x cộng 7 rồi. Như vậy là nếu x là số nguyên rồi thì để biểu thức x cộng 2 trên x cộng 7 là số nguyên thì chỉ còn trông chờ vào phân thức 2 phần x cộng 7 thôi. Như vậy là với x thuộc z đó, với x là số nguyên đó, thì cái này nè, thì biểu thức trên ha, biểu thức trên trở thành số nguyên khi nào? Khi 2 phần x cộng 7 là số nguyên, bởi vì x là số nguyên rồi. Rồi muốn 2 phần x cộng 7 là số nguyên đó, thì x cộng 7 phải là ước của 2 kia. Đó. Từ đây các em suy ra là x cộng 7 nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng 1 cũng được, 2 cũng được, trừ 1 cũng được, và trừ 2 cũng được. Em giải mấy bài này thôi. Vậy x sẽ bằng gì? Nếu x cộng 7 bằng 1 á, thì x sẽ bằng trừ 6 nè. Trừ 6 cộng 7 mới là 1. X cộng 7 bằng 2, x sẽ bằng trừ 5. Đó, 2 trừ 7 bằng 5. X cộng 7 bằng âm 1 á, thì x sẽ bằng trừ 8. Rồi cuối cùng là x cộng 7 bằng âm 2, x sẽ bằng trừ 9. Ha. Rồi ta lấy 4 kết quả này, ta đưa vào đây kìa. Nhưng mà chúng ta chỉ lấy từ tăng dần thôi nha. Vậy là trừ 9, trừ 8, trừ 6 và trừ 5. Trừ 9, trừ 8, trừ 6 và trừ 5. Rồi tiếp tục câu số 10.
lúc 7 giờ 45 phút. Em vẽ sơ đồ, toán chuyển động thì ta vẽ sơ đồ mới dễ hình dung. Từ A tới B. Rồi, 7 giờ 15 phút. 7 giờ 45 phút là bắt đầu đi. Đi từ A về B vận tốc 12. Đó. Rồi lúc 8 giờ 15 phút là có một người thứ hai cũng bắt đầu đi từ A về B nhưng mà với vận tốc cao hơn. Và cái này cũng dễ thôi các em. Hai người gặp nhau cách A một khoảng là bao nhiêu? Bây giờ đây chính là toán tiểu học không ạ. Lúc 7 giờ 45 người thứ nhất đi. Tới 8 giờ 15 người thứ hai mới bắt đầu đi. Lúc người thứ hai bắt đầu đi thì người thứ nhất đã đi được nửa tiếng rồi. 30 phút đó. Tức là nửa giờ. Mà vận tốc của người thứ nhất là 12 km/h. Như vậy lúc người hai bắt đầu đi thì người thứ nhất đã đi được 6 km. Tóm lại, khoảng cách giữa hai con người lúc bắt đầu rượt nhau là 6 km. Lúc người hai bắt đầu đi thì người thứ nhất, người đi xe đạp đó các em, cách người thứ nhất là 6 km. Bây giờ mỗi giờ người thứ hai sẽ rút ngắn được khoảng cách so với người thứ nhất là 8 km. Tại vì người thứ nhất là 12 km/h, người thứ hai là 20 km/h. Tóm lại mỗi giờ người thứ hai sẽ rút ngắn được 8 km so với người thứ nhất, đúng không? Như vậy là để phủ đầy khoảng cách 6 km thì tốn bao nhiêu thời gian? Thì các em lấy 6 chia cho 8, lấy khoảng cách chia cho hiệu vận tốc thôi. Cái này là toán tiểu học mình gặp. Như vậy là chỉ cần 3 phần 4 giờ là người thứ hai có thể đuổi kịp người thứ nhất, tức là chỉ cần 45 phút thôi là đuổi kịp người thứ nhất. Lúc đó hai người sẽ gặp nhau ở vị trí cách A là chính là quãng đường mà người thứ hai đã đi luôn ha. Vậy các em lấy 20 nhân cho 3 phần 4 là bằng 15 km. Cái bài này có vẻ hơi rối, câu 10 có vẻ hơi rối, bây giờ thầy giảng lại, các em theo dõi. Thầy theo dõi một lần nữa nha. Lúc người hai bắt đầu đi thì người thứ nhất đã đi được nửa tiếng, tức là đã đi được 6 km. Như vậy người thứ hai phải làm sao mà phủ được cái khoảng cách 6 km ban đầu giữa hai người? Thì các em nhìn vào vận tốc, mỗi giờ người thứ hai sẽ thu ngắn được 8 km so với người thứ nhất, lấy 20 trừ 12 mà khoảng cách là có 6 km. Vậy thì ta lấy 6 chia 8 thôi là sẽ ra khoảng thời gian người thứ hai cần đi để rượt kịp người thứ nhất. 6 chia 8 là được 3 phần 4 giờ, tức là 45 phút. Người thứ hai đi 45 phút là sẽ đuổi kịp người thứ nhất. Lúc đó vị trí gặp nhau sẽ cách A là một quãng đường được tính theo công thức là vận tốc người thứ hai nhân với 3 phần 4. Đó chính là quãng đường người thứ hai đi được luôn đó. Lấy 3 phần 4, S bằng V nhân T nhân cho 20 là bằng 15 km. Các em nghe không hiểu thì các em có thể là chụp hình lại ngẫm nghĩ lời thầy giảng nha. Bài thi số 3 chúng ta đã hoàn thành. Nếu sai một hai câu thì cũng cho qua đi các em, không sao đâu ha. Chúng ta nắm được ý tưởng là được rồi. Rồi bài toán đã hoàn thành. Tạm biệt các em. Chúng ta đã qua được vòng số 1.